Chào các bạn, hôm nay gia dụng Nhật Việt xin giới thiệu các bạn tấm chắn nắng cho ô tô. Thì miếng tấm này gồm có 6 miếng được đóng trong một túi rất là gọn và sẽ tháo ra. Thì đi kèm bộ sản phẩm thì sẽ có các cái mảnh phản quang giúp bạn chống nắng trong ô tô. Gồm có 6 mảnh. Thứ nhất đây là mảnh để cho phía kính hậu, chắn nắng phía kính đằng sau rất là to và có hai mặt, mặt đen, mặt phản quang. Tiếp theo ta có cái mảnh khác, đây là mảnh to nhất. Mảnh này to nhất dùng để che cho kính chắn gió, rất là to và to, các bạn hoàn toàn có thể gấp lại bé được. Tiếp theo ta có các cái mảnh nhỏ hơn dùng để cho chắn nắng ở kính hai bên phía trước và chắn nắng cho hai bên kính phía sau. Tất cả các mảnh này đều phản quang nên khả năng chắn nắng và cách nhiệt rất tốt. Tổng cộng chúng ta có 6 mảnh từ to đến lớn. Kích thước thì các bạn có thể xem chi tiết trên trong web của gia dụng nhà Việt. Đi kèm với sản phẩm là hệ thống các cái là các cái nút hút chân không hút kính để các bạn gài và gắn cái tấm chắn nắng lên. Thì bộ sản phẩm này rất tiện dụng cho thời tiết nắng nóng hiện nay. Mình có 6 miếng. Hy vọng các bạn sẽ chọn được tấm chắn nắng phù hợp cho gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.